Ôi. Mày chó gì? Nhìn mẹ, đáng ra tôi tính ngây nhưng mà tôi nhìn thấy hình ảnh thằng Gawin tôi ngứa mắt quá anh em ạ, mẹ. Ok, và xin chào anh em quay trở lại với kênh của em hàng. Hôm nay mình sẽ làm cái quả series và phải gọi là rất là thừa năng lượng, series xuống núi, gọi là chơi game như một thằng ngu nha anh em. Nói chung là mình sẽ chơi mà như kiểu là đầu óc rỗng tuếch, không có gọi là ơ tôi làm gì biết mẹ nhìn map đâu. Và vứt mẹ cái map đi anh em. Tôi sẽ vứt luôn cái map đi nha. Cho nó đó, vứt mẹ đi, không cần phải nhìn map làm gì cả. À, nói chung là cái story chơi game như một thằng ngu này anh em ạ, nó khá là dị. Ôi, nhưng mà vứt cái map đi thì thành ra mình di chuyển nó hơi khó. Story này mình sẽ chơi theo kiểu cứ farm lính thôi, feel bao nhiêu cũng được, tập trung farm chói máy luôn anh em. Sau đó đánh và chat ôn như một thằng ngu. Và thực ra khuyến cáo anh em không nên làm theo nha mọi người nhé, vì cái này anh em chỉ có thể xem giải trí thôi và mình cũng không phải là như vậy. Mình chỉ làm theo kiểu là content chính xác. Let's go. Game này mình đi với cha kiếm thiên thần anh em ạ. Nghe tên ma phai này càng quá, để mình chat đi. Garen ơi, em không đi được với ma phai, anh đi mid được không? Cho em đi top. Ôi giời ơi, tôi sẽ phải mài kiếm với thằng Mafai này. Ôi không. Ừ, như này tính đi cướp à? Thôi được rồi, được rồi, không sao. Chơi game như một thằng ngu chiến thôi anh em. Đầu game mình sẽ chỉ tập trung farm lính thôi nha anh em. Cái mẹ Mafai trò đánh nào. Mình thật sự mình không nhìn thấy cái map. Ui, thằng ngu đã farm lính hụt anh em. Mày như nào hả? Mày như nào? Lốc mày cái lốc hụt rồi. Thằng ngu bị mất máu anh em ơi. Chọc cho cái. Husky. Nó lé lốc dễ quá anh em. Dừng anh, mình kệ luôn nha anh em, mình không cắm mắt gì cả. Nói chung là chơi game như một thằng ngu. Đó, má mình thấy mình ngu rồi đó. Ok anh em ơi, thằng này hết máu làm gì này, hết mana rồi làm gì này, hay quá, top ơi. Mày né hộ, mày né hộ, à. Lướt lên, chọc uy lướt về. Dừng nó ra ganh, mình chịu nó anh em. Thằng ngu không biết nhìn map. Nhưng mà mít lính hoái này. Ui giời ơi, thằng ngu bị trụ bắn anh em. Đừng đáp gạch nữa anh ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Bật găng tay lên làm gì vậy? Lốc nè. Trời ơi, ham hụt nãy giờ như thế thì có mà dừng ganh không đỡ được anh em ạ. Mày như nào? Mày như nào? Thằng này nó cứ kiểu né hướng dưới nha, tôi để ý rồi đó, bắt bài rồi, ý nghe. Tường gió ra hết sạch mana rồi nhá. Mày né hướng dưới nè. Ôi giời ơi, mít bị KS. Chúng nó sẽ lục nội bộ anh em ạ. Và xem là mình nghĩ mình sẽ lên trang bị này. Mình vừa công kích bọn kia xong anh em ơi. Tele ra, tele ra. Nãy giờ farm như xịt ấy anh em, farm chuẩn hết được đôi giày rồi. Anh em nhớ gọi là farm lính chuẩn nha mọi người.
không được mất con xe, đúng rồi. Lướt, đánh, chọc, đánh, lướt về. Còn luôn anh em. Cái thiên thạch bí ẩn nó đau vãi trưởng ra luôn á. Mà mình né được là mình sống. Ok, lần này thì thằng ngu đã farm ổn áp hơn rồi anh em ạ. Bởi vì thằng ngu vứt cái map đi nên là chắc là cắm mắt cũng chả để làm gì đâu. Con quỷ ma phai này lên phép hay sao ạ? Thế mà cũng lốc chúng à. Úi giời ơi, đi xem cái. Xem có cái gì ông rừng nhà. Rừng nó không ăn, đi ăn rừng nhà anh em ạ. Ok, ở phút thứ 5 thì mình đã farm được 47 chỉ số lính anh em. Nếu mà không mít nữa thì chứng tỏ là bằng thời gian đó. Lướt, chọc, lướt, lướt. À, nó nhanh dữ trời. Nó ném thắng quý chạy như bay ấy anh em. Ui. Mày đi rồi con ạ. Chỉnh cao dậy. Chỉnh cao dậy. Ăn may. Trời ơi. Trời ơi. Chỉnh cao vậy. Trời ơi. Ăn may mà. Rồi, mất flash. Mất flash. Không biết game này team này gánh được không. Nhưng mình thấy team mình có vẻ khá hốt. Nhưng mà gì biết ăn dòng sớm là tốt rồi. Kệ mẹ gì. Ôi má, tôi thật sự tôi muốn giúp luôn á anh em ạ. Tôi thật sự tôi muốn giúp luôn á. Nhưng mà thôi kệ mẹ. Mình cứ ở mít thôi. Ma phai và ăn là một mạng xong anh em ơi. Ê, thế là cũng bị cuộc bắn rồi. Ảo à. Ôi ôi. Không ổn rồi. Lấy sống bốt tôi bú được 2 mạng đó anh em ạ. Tôi sẽ lấy cái trụ thật sớm xong tôi ram xong. Bốt nằm rồi, bốt tắt đao rồi kìa. Trời ơi. À, mặc dù tôi ngu nhưng tôi cũng có tỉnh người đó anh em. Chứ phải mà lấy tôi tính EQ đó. Tôi thấy là nó tính hãm hại tôi anh em ạ, tính hãm hại tôi. À, phát hiện ra nhá, 5 đồng. Có tiền nữa ta. Đổ tiền mua cái này rồi. Nhanh, nó có tele. Ô, nó không tele à, thế là nó dám về anh em ạ. Mình sẽ farm lên khoảng độ 52 giây nữa nha anh em. Có tele mà. Ôi
chuẩn. Dưới bot xem đi xin có rở pha này nè, xem đi xin ganh như nào nè. Đi xin insect xem nào. Ôi giời ơi, vừa nói insect chặt luôn anh em ạ. Hay quá, được đấy, được của nó chứ đùa đâu, được của nó. Xuống vừa kịp lúc này, xuống vừa kịp lúc này. Hay à. Ây da. Ui tiếc thế. Hai quả chuối nãy ném lốc hút nữa anh em ạ, bị map hai nó hút luôn, không kịp bắt Soraka. Thằng này mất rờ rồi, thằng này mất rờ rồi. Mất rờ rồi. Mày né đi. Mày né. Mày né. Má. Tí thì mất mất chuối anh em. Để đấy, khán giả tí nữa em vàng giết nó. Con quỷ khá dịch, nhìn nó ghét đấy. Mày này, mày xả lát luôn nhỉ anh em. Ôi ôi. Đấy luôn á. Ây, mày e nó cá mất con xe. Ây ui. Lính ơi, mày đừng lại. Ôi mẹ cái trụ đầu không ăn được. Có khá dích được của nó đấy. Tao sẽ để thả lát cho pha xứng đáng. Hết rừng nó luôn anh em ạ. Tò mò ghét. Ăn to là bồ. Ơ ai à, rờ mình đâu trời. Ơi ui giời ơi anh em ơi, rờ đâu rồi. Mẹ nó mà lên nó giết được mạng này cay cú như một thằng ngu. Trời ơi, ba lấy EQR. May quá, các bố ở dưới. Lấy cái trụ xong rồi mình ra le nha anh em. Chả bốt này căng quá. Gì không sáu rồi anh em ạ, khổ thân gì. Từ từ, từ từ, le xuống đánh này. Bình tĩnh. Mấy con chó. Ba lấy chúng mày có thằng rừng. Chúng mày 1v3 tao. Giờ mẹ để xem ai hơn ai nè. Mày hút mày cũng chả cứu được nó đâu. Mày cũng chả cứu được nó đâu. Đổ Trinh. Đổ Trinh. Đi thẳng đang mãi nhìn bốt anh em ạ. Thanh niên không nhìn gì cả. Mình vứt cái map đi mà. Hóa ra lại có thanh niên không cần xài map giống mình rồi. Trụ rồi anh em ơi. Ui ôi. Má à, đánh lên trụ đau thế. Ui ôi, đánh trụ đau sướng thế. Khả năng cao lên tam hợp quá anh em ơi. Sách nhịp phản xạ đó.
Hello quỷ. Vào đây Kha-Zik. Kha-Zik là bạn không dám vào nhỉ. Đây Kha-Zik nó vào pha này này anh em. Ôi giời ơi, nó lại ở mid nó đẩy đấy. Giời ơi. Tuy nhiên Kha-Zik này không có hợp tác phối hợp gì hết cả. Chỉ cần một quay lính thôi là mình lấy được cái trụ tốt rồi đó anh em. Đồ như này đập trụ thì không ai thể ngăn cản luôn. Quy hụt pha kia đáng ra pha đấy phải cân hai đó anh em. Chỉ vì quy hụt. Ôi khương, tôi đã ngu như thế nào. Cậu vàng đã bị cho ke. Tuổi gì mẹ Garen mới ra xua đấm chết hết. Ăn luôn, ấy chết rồi. Ô mà phải mình không sợ nữa, mà phải nó chỉ hút cho Kha-Zik vào đánh mình chết rồi anh em ạ. Ơi tưởng gió rồi, Kha-Zik đã ra quá muộn. Và item rồi anh em ơi, lên giảm hút máu, tránh xa trụ mít nào ra dùm cái được không Kha-Zik, tránh xa ra được không, như nào nhờ, làm sao mày như nào, Di chém nhau mày tuốt mày chết luôn. Ơi Di mà chém hạt thông nổ là mình hất tung được lắm. Chạy đi, chạy đi, Garen nó bổ cho, đúng rồi, chạy đi, chạy đi. Ơi giời ơi, flash lên luôn rồi. Ôi má, thấy nó chạy được thật kìa anh em, sao bọn này nó chạy được những cái pha mà tôi thấy nó kiểu nó cấn đó. Trông kiểu mẹ không có một chút hy vọng nào nhưng mà hóa ra lại có. Ui giời ơi mẹ. Ông nội kia mất ulti rồi. Ơ à, chết rồi. Mẹ tôi phải dùng flash chạy rồi. Xin lỗi Garen. Một nghìn vàng đã ra đi anh em ạ. Ba lén này cho nó tham không rồi. Trời đấu xanh nó, tôi không kịp nhìn thằng Kha-Zik nó ra luôn đó anh em. Vì sao cấu nửa cây trụ rồi. Tôi ép bot đây, tôi kệ. Bọn này nó lấy mega mình cũng phải lấy được anh em ạ. Chứ không để này đánh khó vãi. Cho mày bay cái trụ luôn. Hay, giữ chân nó đi. Thằng áp chốc vàng cũng không cản được tao đâu. Ui, má đòn đánh. Trời ơi, đẩy trụ đi anh em. Tìm nhá. Phải thế thôi anh em ạ.
mày tuổi chó gì? Nhìn mẹ đáng ra tôi tính nhây, nhưng mà tôi nhìn thấy hình ảnh thằng Gawin tôi ngứa mắt quá anh em ạ. Mẹ như là cái hình ảnh gào thét đập mẹ nhà, chứ nếu không tôi sẽ làm thêm pha nữa đâu anh em. Và có lẽ là hẹn gặp anh em trong clip lần sau nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi buổi video hôm nay. Chúc anh em ngày vui vẻ.